Công an vào cuộc, vụ đánh ghen khiến cô gái bị cắn đứt một phần tai. Công an huyện Nông Cống, Thanh Hóa đang vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc người phụ nữ đạp vỡ kính chắn gió ô tô và cắn đứt một phần tai của cô gái khác. Tối ngày 22 tháng 10, trên mạng xã hội xuất hiện clip ngắn ghi lại cảnh người phụ nữ ngồi, trèo lên ô tô rồi đạp vỡ kính chắn phía trước xe. Sự việc xảy ra trên địa bàn thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, Thanh Hóa. Sau khi đạp vỡ kính xe, người phụ nữ này tiếp tục mở cửa xe túm tóc và đánh cô gái đang ngồi bên trong ô tô. Hậu quả sau đó, cô gái ngồi trong ô tô bị cắn mất một phần tai bên trái. Lãnh đạo thị trấn Nông Cống xác nhận sự việc trên xảy ra trên địa bàn. Sau khi xảy ra sự việc, công an thị trấn đã tiếp nhận thông tin để làm rõ. Hiện công an thị trấn cũng hoàn tất các thủ tục để chuyển cơ quan điều tra. Theo thông tin ban đầu, người đàn ông điều khiển ô tô nói trên và người phụ nữ đạp kính xe là vợ chồng, quê ở huyện Như Thanh, Thanh Hóa. Hai người có mâu thuẫn về tình cảm và đang làm thủ tục ly hôn. Người chồng mượn ô tô đi đón cô gái trên thì bị vợ phát hiện và xảy ra xô xát. Lê Dương, Vietnamnet.